Nông sản các bạn trẻ, các bạn đang quay trở lại kênh Trang và Tâm Bảo của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay video để dẫn các bạn tô bóng cho ngày một mà bé trai đang đeo trèo bầu một cánh tay nha. Và cậu bé có đeo thêm một chiếc ống nhỏ của tay ở Tâm Bảo. Đầu tiên mình sẽ tô cần câu ở bông chuông. Về phía cây và cỏ mình sẽ tô màu xanh lá cây. Mái tóc của cậu bé mình sẽ tô màu đen. Chiếc quần mình sẽ tô màu xanh dương. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong với tranh hình ảnh một bé trai đang chơi trò đu cây. Đây là bộ môn nguy hiểm, đừng bạn nào nghịch bộ môn này nha, có thể bị ngã chảy máu xây xước đấy. Các bạn hãy tham khảo tông màu này mình tô màu cho bức
Trang nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.